Sao khỏ, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các cụm từ kết hợp với chải thường gặp nha. Nắm được những cách dùng này sẽ giúp chúng ta sử dụng tiếng Trung chính xác và linh hoạt hơn và đặc biệt hữu ích cho các bạn tham gia kỳ thi HSK5. Và chúng ta cùng nhau học thôi. Cấu trúc thứ nhất, chải shang nghĩa là trong về phương diện nào đó. Ví dụ, ta chải xue qi shang qi yu le wo hen da bang zhu. Ta chai xue xí sang, chí ủy lơ vừa khẩn ta băng trụ. Anh ấy đã dành cho tôi sự giúp đỡ rất lớn trong học tập. Hay, ta chai chê gờ vân thí sang, mấy yếu pha yến chuyến. Ta chai chê gờ vân thí sang, mấy yếu pha yến chuyến. Anh ấy không có quyền lên tiếng trong vấn đề này. Thứ hai, chai trung có nghĩa là trong, biểu thị quá trình hoặc phạm vi. Ví dụ, chai xue sang yến trung, ta sư gờ khẩn yếu vây vang tờ lão sư. Tại học sinh yên trung, ta sư gỡ khẩn yếu vây vang tờ lão sư. Trong mắt học sinh, anh ấy là một thầy giáo rất có danh tiếng. Hay, vở mến tại công chúa trung, yu tạo khẩn tua vân thí. Vở mến tại công chúa trung, yu tạo khẩn tua vân thí. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề trong công việc. Thứ ba, tại lý cũng có nghĩa là trong phạm vi nào đó. Ví dụ, tại nể xie chiên nán tờ rư dự lý, ta y chứ khẩn lửa quan. Tại nể xie chiên nán tờ rư dự lý, ta y chứ khẩn lửa quan. Trong những ngày tháng khó khăn đó, anh ấy luôn rất lạc quan. Thứ tư, tại nể là trong khoảng thời gian. Ví dụ, ní tể tại ý cơ yên nể hoàn chứng bi yê luận vấn. Ní tể tại ý cơ yên nể hoàn chứng bi yê luận vấn. Bạn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp trong một tháng. Thứ năm, tại xia là dưới điều kiện hoặc tiền đề nào đó. Ví dụ, tại đại gia de nỗ lực xia, wo men shun li hoàn thành le ren wu. Tại đại gia de nỗ lực xia, wo men shun li hoàn thành le ren wu. Dưới sự nỗ lực của mọi người, chúng ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thứ sáu, tại de shi hou hoặc shi chi shi chi qi. Tại de shi hou shi chi shi chi qi là lúc hoặc khi. Ví dụ, tại ta sô hoa sứ, wo yi chứ kàn zhe ta. Tại ta sô hoa sứ, wo yi chứ kàn zhe ta. Lúc anh ấy nói chuyện, tôi luôn nhìn anh ấy. Cấu trúc thứ bảy, tại chứ chén hoặc ỉ chén. Tại chứ chén, ỉ chén, trước khi. Ví dụ, tại hồi quốc chứ chén, wo men de qu yi qu. Tại hồi quốc chứ chén, wo men de qu yi qu. Trước khi về nước, chúng ta phải họp mặt một chút. Cấu trúc thứ 8, tại chư hậu hoặc ỉ hậu, tại chư hậu, ỉ hậu, sau khi. Ví dụ, tại khảo văn sư ỉ hậu, ní yếu sân mơ tả soạn. Tại khảo văn sư ỉ hậu, ní yếu sân mơ tả soạn. Sau khi thi xong, bạn có dự định gì? Cấu trúc thứ 9, tại chư ngoại, tại chư ngoại là ngoài phạm vi nào đó. Ví dụ, ta tại chua xuế quân chư ngoại, hãy xỉ khoan lỷ xiếng. Ta chai chua xuế quân chư ngoại, hãy xỉ khoan lỷ xiếng. Anh ấy ngoài nghiên cứu học vấn, còn thích đi du lịch. Cấu trúc thứ 10, tại ỉ nệ hoặc tại chư nệ là trong phạm vi nào đó. Ví dụ, vấn trang chư sụ yào xiên chư tại 400 chư ỉ nệ. Vấn trang chư sụ yào xiên chư tại 400 chư ỉ nệ. Số chữ của bài văn phải giới hạn trong 400 chữ. Cấu trúc thứ 11, tại ỉ sang hoặc tại chư sang có nghĩa là trên hoặc cao hơn. Ví dụ, ta de shui ping khẳng định tại wo chư sang, jiu pin ta ba. Ta de shui ping khẳng định tại wo chư sang, jiu pin ta ba. Năng lực của anh ấy chắc chắn cao hơn tôi, hãy tuyển anh ấy đi. Cấu trúc thứ 12, tại ỉ xia hoặc tại chư xia, dưới hoặc thấp hơn. Ví dụ, ta de shui ping bu zai ni chi xia, xiao kan bu de. Ta de shui ping bu zai ni chi xia, xiao kan bu de. Năng lực của anh ấy không thấp hơn bạn đâu, không thể coi thường được. Cấu trúc thứ 13, zai phương diện, về phương diện. Ví dụ, zai xin sản phẩm sơ chi phương diện, ta sa fei khu xin. Zai xin sản phẩm sơ chi phương diện, ta sa fei khu xin. Về phương diện thiết kế sản phẩm mới, anh ấy hao tổn tâm huyết. Cấu trúc 14, tại tợ thống sứ, trong khi hoặc đồng thời.
Ví dụ, 在发展工业的同时，环境问题也不容忽视。在发展工业的同时，环境问题也不容忽视。 Trong khi phát triển công nghiệp, vấn đề môi trường cũng không được phép coi nhẹ. Cấu trúc thứ 15. Tại chi gian, trong thời gian. Ví dụ, tại Trung Quốc lưu xuế chi gian, wǒ men xiāng shì lǎo. Tại Trung Quốc lưu xuế chi gian, wǒ men xiāng shì lǎo. Trong thời gian du học Trung Quốc, chúng tôi đã quen nhau. Cấu trúc thứ 16. Tại chi gian, là giữa. Ví dụ, 你必须在事业和家庭之间做出选择。你必须在事业和家庭之间做出选择。 Bạn nhất định phải đưa ra lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Cấu trúc thứ 17. Tại phạm vi nội. Trong phạm vi. Ví dụ, 奥运会会标是在全球范围内争取的。奥运会会标是在全球范围内争取的。 Tiêu chí của Thế vận hội Olympic là chiêu mộ trong phạm vi toàn cầu. Cấu trúc thứ 18. Tại khan lái, theo như ai đó thấy, biểu thị cách nghĩ. Ví dụ, tại tha khan lái, trở điểm khuẩn nán, bú soan sán mọ. Tại tha khan lái, trở điểm khuẩn nán, bú soan sán mọ. Theo như anh ấy thấy, chút khó khăn này không là gì cả. Và cấu trúc cuối cùng. Tại tăng khẩu, ngay khi hoặc đang lúc. Ví dụ, tại trận cửa cung trấn chia chinh vệ sân tờ tăng khẩu, tha biên tạo lọc. Tại trận cửa cung trấn chia chinh vệ sân tờ tăng khẩu, tha biên tạo lọc. Ngay khi toàn bộ công trình gần đến giai đoạn chót, anh ấy đổ bệnh. Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau học cách dùng của các cụm từ kết hợp với trải thường gặp. Hy vọng là video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và đặc biệt là các bạn ôn thi HSK5, cần ghi nhớ các cụm từ này nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧，谢谢大家，再见。